Bên này lấy dưa leo không? Bên này lấy dưa leo không? Đoạn đường mà từ nhà đi đến trường á là khoảng 2 km, và trên một cái chiếc xe đạp cọc cạch và cũ kỹ như thế này thì mình dưa leo không chị? Nội vẫn chở cháu mình đi đến trước 7 giờ. Trên một cái chuyến đò sang sông thì Bùi Hồ bắt gặp hình ảnh một cái chiếc xe đẩy 4 tầng bán đầy đủ rau củ nè. Ở dưới này là cải ha, ở đây là rau, dưa leo, củ su, rồi cà chua, còn hết ở đây là mấy cái đồ bánh tráng rồi, nhìn đẹp ghê á. Tưới nước ở trên là nước ở trên nó nhễu xuống ở dưới tươi luôn à, đúng không? Nhìn dễ thương quá trời. Cô bác anh chị thấy cảnh miền Tây dễ thương không? À. Sáng ngày hôm nay thì các anh em mình theo cái hành trình của nội bé Kim Chi, chở bé Kim Chi đi đến trường này cô bác anh chị. Đây là một cái công việc hàng nhật của cô, và lọt thỏm giữa một cái sọt gỗ nhựa là hình ảnh bà nội đang đạp chiếc xe chở cháu của mình đi đến trường. Treo lủng lẳng đó là rau muống ngày hôm qua đi nhổ được, dưa leo sáng nay 4 giờ sáng ông nội phải đi, và kế bên nữa đó là đậu bắp trường mà vừa mưu sinh luôn. Đoạn đường mà từ nhà đi đến trường là khoảng 2 km, và trên một cái chiếc xe đạp cọc cạch và cũ kỹ như thế này thì mình dưa leo không chị? Nội vẫn chở cháu mình đi đến trước 7 giờ. Thấy thương ghê trời. Chiếc xe đạp là người ta cho ha, cái sọt thì cũng gần 7 năm rồi. 7 năm rồi bỏ cháu mình vô cái sọt như thế này. Bên này lấy dưa leo không? Bên này lấy dưa leo không? Không được nữa. Mới cắt luôn. Một công đậu bắp mà bẻ có gì? Hai bọc hoàn bọc nữa chứ. Hai bọc. Em có 2 bọc à, chị kia nãy lấy 1 bọc rồi. Tiếp tục chạy. Cô bác của anh chị á, là vì sao các anh em lại đặt một cái tiêu đề là cháu đi học nội cũng đến trường. Nội đến trường ở đây không phải đưa đến rồi về, mà nội cũng phải ở đó luôn và chăm sóc cho cháu của mình hết cái tan giờ tan học thì cô mới đi về. Có nghĩa là mọi cái sinh hoạt từ việc mà đi vệ sinh rồi đó thì cô ở đó để phụ, mỗi khi mà kháng nước hay đi vệ sinh thì để có mà kịp thời, tại vì đi xe đạp đến trường cũng khá là xa cô bác quý chị. Còn mấy phút nữa con? Một cái nắng sáng như thế này người ta lại chứng kiến một cái cảnh mà một người cháu nằm ngồi lọt hổm giữa cái sọt như thế này ha. Dì Tư ơi, rau muống dưa leo gì tiếp ơi, bữa nay rau muống non lắm nè. Bán chỗ này thì cái việc của cháu đôi khi có trễ không biết nha. Cũng quen rồi.
Rồi bán cho muốn đi. Dạ muốn. À này còn 4 lọn lấy hết không dì Tư? Lấy hết luôn. Rồi cảm ơn dì Tư luôn. Không cho hết luôn. Hết luôn. Dạ muốn bên này non lắm dì ơi. Đợt này đợt mới. Nhiều ạ? Dạ 4 lọn 20 dì ơi. Cái này còn 4 lọn lấy hết không dì Tư? Nói như nói chuyện nghe miền Tây ra. Ở đây là ít đi chợ lắm, tại vì chạy tới nhà luôn à. Tại bữa nào cũng ủng hộ cho bà, thấy bà có em bé vậy đó ủng hộ. À, người miền Tây tốt, quá tốt luôn. Bữa nào đợt nào bà cũng tiếc hết trơn á. Để cho bà bán cho mau. Vừa đến trường là cũng hết đồ luôn đúng không? Mặc dù là nhà cũng có mấy người thôi nhưng mà mua cho muốn là 4 lọn là mua hết luôn. Mẹ ơi, vô hết rồi. Như vậy là bác Kim Chi cũng đã đến trường rồi cô bác anh chị. Một cái hành trình hơn 2 km nhưng đối với bà cháu thì cũng khá là vất vả ha. Ngày hôm nay là bé học mấy tiết? 3 tiếng à. Hôm nay là thứ 5 đúng không? Dạ là 9 giờ mấy là về rồi. Trong 3 tiếng 9 giờ 45. Dạ. Treo lủng lẳng bây giờ hết trơn rồi, còn cộng dây không mà. Vô mấy cái gì trong đó đó. Mấy cô mua tiếp ha. Tiếp, ai cũng mua hết trơn, gửi gì đâu có ế. Còn cái này là sao? Cái này là hứa cân cho mẹ bạn hàng. Bao nhiêu một ký vậy cô? Cân cũng 10 ngàn ha. Bạn hàng cũng 10 ngàn mà bán lẻ bác sĩ cũng như nhau. Bán cho mấy bà ở đây, người ta thương mình, người ta ủng hộ, mình bán hơi nới chút. Kim Chi hồi xưa, bữa nay là học 3 tiết là 9 giờ mấy về rồi? 9 giờ 45 đó. Là mỗi lần đi đến trường như thế này là cô phải ngồi ở ngoài trước này? Ngồi trong nhà xe à. Ngồi trong nhà xe hả? Có nhà xe cho ngồi trong đó ha. Thương dữ trời. Không sao, ngồi trước này uống ly nước. Không. Chứ không uống, mình ngồi thao cũng kỳ. Với ly nước này 7-8 ngàn, bó ra có 5 ngàn. Có chai nước suối kìa. Có đem theo. Chai nước suối đem. Có cái gì năm lần đó đó, bà kêu xuống đó hoài rồi bà nấu mì đồ cho ăn. Không có xuống thì người ta lắm. Dạ. Chỗ người ta bán. Sáng đi nấu cháo nấu mì đồ lên rồi. Rồi thôi thì bây giờ cô đi giao cơm muống đi. Con đợi đây ha, tí xíu nữa mình gặp nhau tâm sự thêm. Dạ. Ngủ nữa. Sáng nay thì trên đoạn đường đi đến trường á thì các anh em lại nghe cô lại xin một cái công việc làm ở tại trường, làm giống như phụ trong trường hả cô hả? Dạ. Cô không nghe. Dạ, dạ, cô đang xin đi, cô đang xin làm cái công việc ở trường hả? Dạ. Đang mà xin thầy làm công việc ở trường, để ngồi đây đợi bé rồi cái thời gian mình rảnh á. Đúng rồi. Thì làm mà không có gì cực đâu. Dạ. Có chút hả? Chút thì cái ra về đó rồi làm chút nữa rồi cái. Dạ. Rồi chở bé về à. Dạ. Ngồi ở trường bao nhiêu tiếng cô? Ngồi từ trường này từ 7 giờ này cho tới 11 giờ là nó đủ tiết á ha. Là tới 11 giờ 10 ra về. Ngồi ở đâu? Nhà xe à? Ngồi nhà xe à. Thông tin với cô bác với anh chị là cô không có dám ăn một dĩa cơm nữa. Cứ ngồi đó đợi đến 11 giờ thôi, ngồi nhà xe, không dám ngồi ở quán tại vì sợ uống ly trà đường tốn 7-8 ngàn nữa. Và hôm nay thì các anh em có dịp lại mời cô một dĩa cơm. Thôi vậy mấy chú. Thôi cô mời cô, tụi con ăn rồi. Không. Ăn cơm tới trưa á. Vậy đó hả? Dạ. Không đâu. Anh ơi làm cho một dĩa cơm ha. Khỏi khỏi đừng làm chú ơi, tôi không có ăn đâu, tôi bị gì sáng tôi đi tôi ăn rồi. Hai vợ chồng lỡ kêu rồi là, không lỡ quán rồi cô dùng đi. Lỡ kêu rồi cô chứ mình ngồi đây rồi không ăn. Trời ơi ở nhà nè nấu mì rồi hai chồng ăn rồi đang cho ổng đi ra gãy ổng làm ít ở ngoài á, làm ít cỏ hay là ổng vô chân ba cái bí rồi đó. Ngồi đợi gì thấy có khó chịu buồn gì không? Không. Còn kiếm việc làm đi làm mà và như bây giờ thì cũng như trong trường chính là cái giờ rảnh đi vòng qua lụm ghe chai. Lụm ghe chai mà học sinh nó uống rồi nó quăng xuống đó. Còn cái số trước này thì nhà trường người ta làm cái gạo đó là người ta cho dân nghèo á, bán nó cho dân nghèo. Đó cái thùng đó. Đúng rồi, cho mấy cái hoàn cảnh khó khăn khác nữa.
đó là kế hoạch của nhà trường. Hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Còn cái nào nói vậy chứ mấy cô giáo như mấy đứa học sinh lớp 9 đi vòng qua bên đây là nó liền ra, có bữa đựng một bọc bự gì nè. À. Bán cũng được 10.000 mười mấy ngàn. Cũng thương ha. Cũng thương cô, thành nữ là thấy lủi thủi trong trường hả? Đúng đâu là làm ở trong trường không mà đâu có làm đâu, đợi cháu. Rồi mấy cô đó gom được nhiều cái ở dưới này ngồi dưới này, cái bà quát ê vậy lên đây mấy bà kêu thì không nghe, tại lẳng tai quá mấy bà kêu cũng nghe, mấy bà quát nên cho. Bây giờ con đến đây á, sáng là đi theo cô cái hành trình đến trường cùng bé Kim Chi. Thông tin cho cô luôn á là mình có thể được sửa nhà lại, vui không? Vui. Vậy chứ là hồi đó thì cái trời từ từ cái nhà từ thiện bên đạo đã cho được cái nhà cây đó là mừng muốn hết lớn này, mình ở năm nay nó cũng 9 năm rồi. Bây giờ mà được sửa chữa lại mới nữa rồi hết dột nữa thì còn cái gì mà vui bằng. Đâu có mơ ước gì chi cho nó đẹp, cho nó ta cao. Cắt lên 2 tầng luôn á. Trời. Cái 2 tầng đó mấy chú đợi khi nào á muốn xây 2 tầng cho tôi phải không? Để khi nào á tôi có dịp theo ông theo bà tôi mấy chú vô xây gì. Là gì đó vừa đó. Rồi nói chơi sửa nhà để cho nó tránh mưa tránh nắng không có dột nữa, tại thì thấy ở nhà dột thấy thương quá. Tại vì mấy anh em tụi con hiểu cái cảm giác mà mưa mà già nhà dột cái nó gầu lắm. Mỗi khi mà đến trận mưa là tối gầu lắm, ngủ không được. Đã ngủ mà tối mưa nó dột quá rồi sao cô? Tôi thức dậy rồi coi cái chỗ nào dột thì tôi che lại cho chi nó ngủ. Nhiều khi lấy cái miếng khăn hay gì đó thảy lên cho nó thấm vô khăn cái dắt ra. Trời. Hiệu quả vậy đó. Rồi nói gì thôi, mấy chú mà sửa được cái nhà cho tôi rồi, tôi có cái nhà nặng tôi cũng yên tâm, nặng tôi đi kiếm ngày ít ít vậy đủ ăn là được rồi chứ không mơ gì. Chứ còn nói mà kiếm như tôi gì thì sửa cái nhà cũng quá khó khăn đối với gia đình tôi. Ở đây là mấy thầy cô đây ai cũng thương, thậm chí là các bạn học sinh á là cũng thương, thấy lượm không được cũng quăng ra cho lượm luôn. Đó là nữa là thấy cái hoàn cảnh này là thật sự rất là khó khăn cô bác anh chị. Mà cũng cảm ơn quý mạnh thường quân đã đồng hành rồi chung tay, mỗi người nhau ít mà cho được có cái mái nhà nó tránh mưa tránh nắng đúng nghĩa. Có làm cơm chưa anh ơi? Thôi đừng làm nha. Thôi đừng làm con bà Sáu ơi. Con bữa nào con cũng ăn nhà. Bởi lúc này tháng 7 này ta cho tê mì quá trời luôn rồi, đâu có đi ăn đâu. Không, à. tụi con trả tiền cho. Không, không phải nói gì tiền, nhưng mà sáng ở nhà ăn cơm với chồng rồi. Ăn đồ ăn rồi. Thôi thì hôm nay sáng con ở nhà con ăn với ông xã con đã không hôm đi nay làm với cơm thôi gì đừng làm để bữa nào đi mấy em đãi nè ăn không đi. Không con không ăn bởi vì con no, còn no lắm, con mới ăn hồi 6 giờ á. Dạ. Sao á thôi sáu này để đi khổ nào không? Con đói con ra con ăn đừng làm vì sáu thấy hoàn cảnh này khổ không chị cũng chưa có làm gì tại vì ở đây chị lo mua bán không mà thấy thì thấy vậy chứ chị cũng chưa có hỏi thăm cái hoàn cảnh sao, chị cũng chưa có gặp nữa. Chở cháu đi học á thì thấy cháu đó chưa có hỏi thăm tư bàn cảnh dạ. Nhà cửa em ở đâu nữa. Dạ. Rồi ở trong 12 cái nhà bà Ba Mâm á. Dạ. Nói bà Ba Mâm là gì biết mà. Tới 12 tới không thay mặn chưa? Hai mặn thôi thì trưa nay anh thợ sắt sẽ lại nhà của cô. Rồi đo rồi khảo sát rồi có ước tính cái số tiền là bao nhiêu tiền để có thể sửa lại cho ngôi nhà của mình cho nó ấm cúng hơn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cô ở đây đợi tụi con đi có một số việc ha. Rồi trưa tụi con sẽ quay trở lại ha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và Bùi Hồ cùng với các anh em cũng chân thành cảm ơn quý cô bác Mạnh Thường Quân đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn nói chung và hoàn cảnh của nội của bé Kim Chi nói riêng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha.